lộn xong, cưới nhau về 2 năm rồi mà vẫn chưa đẻ được đứa nào hết đó. Đó là do quả bán gia đình ba đó. Thật là một cái câu chuyện mà không phải là hiếm gặp ở ngoài đời. Anh ơi, gái đẹp quá. Ông chờ nghĩ gì như vậy nó hợp với anh chứ. Anh Tuấn, anh là cái gì vậy? Vi phạm luật hôn nhân gia đình rất là rõ ràng. Cái thứ khốn nạn nhà mày, tại sao mày nhẫn tâm mày giết chết cháu tao hả? Đây là cái thứ đáng liệt rủa. Đây là tiền của em cứ mà xài. Đây là tiền á, em gửi anh làm ăn. Nếu mà cần dư á thì anh cứ đổi con xe mới nha. Mà cũng không có đặc công như mày. Trời ơi, tát luôn kìa. Hai nhà còn mấy người. Sao tát hết rồi tôi đi nè. Thưa mẹ, con mới đi làm về. Mẹ ơi, mới làm về hả? Dạ. Ủa, cái tối này của ai vậy mẹ? Của tôi. Của mẹ hả? Đẹp đó. Nhưng mà con nhớ mẹ đâu có thích màu đen đâu. Bây giờ tôi thay đổi rồi, tôi thích màu đen. Mà sao hôm nay đi làm về sớm vậy hả? Dạ, hôm nay con được về sớm nên tranh thủ ghé mua chút yến, nấu cháo tẩm bổ cho anh Tuấn, sẵn nấu chè cho mẹ luôn. Vậy thì xuống nấu đi. Thôi, chắc con lên lò thay đồ rồi xuống làm, chứ cái này làm lâu lắm. Thay đồ làm chi, xuống nấu luôn đi. Sáng giờ con đi làm người ngợm dơ lắm, con thay đồ chút xíu rồi xuống làm. Tôi nghĩ là cô nên nấu luôn đi, lát Tuấn xuống nó ăn luôn, chứ thay đồ chi cho mất công. Đi xuống xuống thay đi. Nè Tuấn. Nè. Thôi đi ngủ. Anh Tuấn, anh làm cái gì vậy? Thực ra mọi chuyện không như em nghĩ luôn Thảo. Này chị lên đây á thì tôi cũng nói thẳng, tôi muốn cô Thiên Lý đây á xin cháu cho tôi. Tôi không bắt buộc chị và con Thảo đây đồng ý. Nếu mà cảm thấy không thoải mái á thì cứ việc dọn ra ngoài trong khoảng thời gian này. Còn nếu mà không ưng nữa thì cứ việc viết đơn đi về. Đừng mà chị xui, chị làm vậy coi sao được. Dù gì á con Thảo nó cũng được chị cưới hỏi đàng hoàng mà. Còn cái chuyện mà sinh con á, có cháu á thì chị cho tụi nó từ từ, nên tụi nó sắp xếp được mà chị. Chị xui, tôi đã đợi 2 năm rồi, bây giờ chị bắt tôi đợi 3-4 năm nữa sao? Tôi có tiền mà, tôi sẽ nhờ cô Thiên Lý đây. 1 tháng là có kết quả, được hay không á, lúc đó tôi tính tiếp. Tôi thấy chị không có thương con dâu. Còn đối với Xui Gia đó thì chị cũng cạn tình cạn nghĩa. Chị mê cáo nên nỗi chị ngu muội rồi. Vậy thì sao? Tôi có tiền, tôi có quyền. Trách á là trách con gái chị kìa. Đồ thứ cầu điếc. Mẹ đừng có nói nữa được không mẹ? Mẹ ngồi xuống đi. Mẹ bình tĩnh đi mẹ. Mẹ bị huyết áp cao mà. Thôi mình về đi mẹ ơi. Người ta cũng đâu coi con là vợ, là con dâu của họ đâu. Chị Xui, coi như là tôi năn nỉ, tôi xin chị đó chị Xui. Chị nghĩ lại đi chị Xui. Chị làm như vậy thì con Thảo nó còn mặt mũi nào nó nhìn ai nữa chị. Còn thằng Tuấn nhà tôi thì sao? Nó là cháu đích tôn, bây giờ không có con làm sao nhìn mặt dòng tộc. Anh chị xem lại mình đó, ăn ở làm sao, đẻ thứ cầu điếc. Mẹ, bà quá đáng rồi đó. Bà sỉ nhục tôi như thế nào cũng được,
nhưng mà không có quyền mắng nhiếc mẹ tôi. Tao cứ mắng nhiếc thì sao? Tôi nói cho bà biết. Thảo, bà có biết gì sao? Suốt 2 năm qua tôi lấy anh ta mà không có con không? Đó là do quả bán gia đình bà đó. Thảo, đừng hỏng mà con. Em đừng có nói nữa được không? Đừng con, đừng hỏng mà. Hôm nay tôi phải nói hết sự thật ra. Tôi nói cho bà biết, con trai cưng của bà, cháu đích tôn của gia tộc này. Thảo, buông ra. Thật ra chính là người đồng tính đó. Thảo, cô nói láo. Con tôi làm gì là người đồng tính? Tuấn, nói cho mẹ nghe đi, con không phải là người đồng tính đâu Tuấn. Thật sự là không có phải như vậy đâu mẹ. Mẹ nghe con giải thích nha. Đồng tính đúng rồi. Thảo, em làm gì vậy? Đây là tất cả hình ảnh. Thảo, buồn ra. Tất cả hình ảnh trong đây nè, bà coi đi. Anh ta chụp cái nhân tình của anh ta đó. Chưa hết đâu, anh ta còn nói khi có được tất cả tài sản của bà thì sẽ công khai hết tất cả mọi chuyện. Anh ta chỉ nhìn vào khối tài sản kết xu của bà mà thôi. Đúng, cô ta nói đúng không? Tại sao vậy hả? Con nói chuyện với mẹ vậy hả con? Con nói cho mẹ nghe con đâu hả? Tại sao vậy hả con? Mẹ muốn con nói cái gì nữa? Suốt thời gian qua tôi và anh ta ngủ chung với nhau như hai chị em mà thôi. Không tin đúng không? Bà hỏi con dâu tương lai của bà kìa. Thì cô là người rõ nhất. Thì nghĩ cô ta nói đúng không? Hả? Sẽ ly dị anh ta, thoát khỏi cái địa ngục này. Thảo, em đừng có nói được không? Em xin lỗi mẹ anh ngay. Nếu em không xin lỗi mẹ anh là đừng có trách. Em muốn anh nói biết bao nhiêu lần nữa hả? Trời ơi, mẹ anh bị bệnh tim. Em muốn mẹ anh đau tim mà chết hả? Anh nói cho em biết nghe nè, là mẹ anh bị ung thư phổi đó. Em biết không? Trời ơi, mình đã đi tới nước này rồi, hợp đồng cũng đã ký với nhau rồi, còn một chút xíu nữa thôi. Bộ em không muốn lãnh một cái số tiền kết xù như mình đã hứa hả? Anh lại em đó, em bình tĩnh với mẹ anh một chút được không? Nhịn, nhịn, nhịn và nhịn giúp anh. Con xin lỗi mẹ. Xin lỗi anh. Ra không khó lòng mà có thai được. Con đã cố giấu nhẹm chuyện này với mọi người. Con sợ là mẹ với anh Tuấn sẽ đuổi con ra khỏi nhà. Tôi biết ngay mà, cô là thứ câu điếc. Nếu vậy á thì phải biết thân biết phận, ngoan ngoãn cho cô Thiên Lý đây đẻ cho thằng Tuấn một đứa con đi chứ. Ba xin con đừng mà, đừng làm cho mẹ chồng con buồn mà con. Tôi xin lỗi chị, con tôi nó lỡ dạy, nó không có biết. Vậy á thì ngoan ngoãn ở nhà này làm con dâu cho tốt đi. Tôi cảm ơn chị. Tôi đội ơn chị nha chị xui. Cố gắng lên nha con. Cố gắng đừng làm buồn lòng mẹ chồng nha con. Tôi cảm ơn chị nhiều lắm. We'll be right back.
thai bà. Cô có thai rồi hả? Em đi ra đây. Em nói cái chuyện này không có được mà. Anh đã nói là mọi chuyện là anh lo được. Em cứ la sồn sồn với mẹ vậy hoài sao được? Cái bầu giả làm sao mà giấu, rồi mẹ nghi ngờ rồi sao? Làm sao? Thì anh đã nói với em rồi là chúng mình sẽ dắt mẹ đi qua bác sĩ Long. Bác sĩ Long thì anh đã dặn hết rồi, và đưa một khoản tiền nhỏ nữa, nhất định là bác sĩ Long sẽ bao che chúng ta. Em biết là vậy, mà dăm bữa nửa tháng nữa, cái bụng em không có lớn, chắc chắn mẹ sẽ nghi ngờ. Em đừng có lo, nói chung là vài tuần nữa anh sẽ bảo là em khó ở, cho nên là anh sẽ đưa em về nhà mẹ đẻ của em, để mà có thể chăm sóc cho cái bầu lớn lên tới lúc đẻ luôn. Thì lúc đó em vừa giấu được mẹ em, mà kế hoạch của chúng ta cũng sẽ trót lọt nữa. Tạm thời thì cứ vậy đi, em không biết đâu đó, mọi chuyện là do anh tính hết nha. Nhiệm vụ của em bây giờ là diễn và diễn, làm sao cho mẹ anh tin được rằng là cái thai trong bụng là có thật, còn lại tất cả mọi thứ để anh lo, được chưa? Em không biết đâu đó, tạm thời cứ vậy đi. Dạ, tụi con đã thử hai lần rồi đó mẹ. Con sắp được làm cha rồi. Đây là một trong những trường hợp thụ thai rất là hiếm hoi. Mọi người ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Nhưng mà liệu... Chút nữa con với anh Tú tính là qua bác sĩ Long kiểm tra. Nếu mà mẹ không tin thì đi chung với tụi con. Không, 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 mẹ tin chứ. Trời ơi, vậy là con có thai thiệt hả? Trời, mẹ vui quá. Chị Xui ơi, vậy là mình có cháu rồi chị Xui ơi. Vậy là những chuyện từ đó đến giờ coi như là bỏ qua nha. Mình chưa có chuyện gì xảy ra nha chị. Vui quá. Đi. Con với anh Tuấn có gì chưa? Dạ chưa. À, chưa có gì, có nghĩa là con chưa có thai đúng không? Thôi bây giờ con về nhà đi ha. Rồi con cho cô số tài khoản, cô chuyển khoản cho con ha. Vậy đi, vậy đi, vậy đi. Nhà tao đang vui. Vậy đi con. Vui quá chị. À, giờ đi. Chị, bây giờ là mình phải kiếm đặt tên cho con, cho cháu trai của mình nha chị. Vui quá con ơi. Mẹ cảm ơn con. Vậy là từ nay ra là cố gắng mà ăn uống cho nó đầy đủ, đi đứng cẩn thận nha con. Mẹ cảm ơn con. Mẹ cũng cảm ơn con. Wow, trời ơi, nhìn mà thấy là rõ ràng đây là một địa ngục trần gian. Nó có rất nhiều bi kịch trong cái câu chuyện ngày hôm nay. Nhưng mà rõ ràng là bi kịch gì đi chăng nữa thì nó cũng xuất phát từ những cái định kiến mà vốn dĩ á. Chị nghĩ rằng là chúng ta nên dần dần bỏ nó lại phía sau, thì cái cuộc sống của mỗi người nó mới trở nên thật sự hạnh phúc. Nếu như mà nói rằng là ai đáng thương trong câu chuyện ngày hôm nay thì chị nghĩ là không chỉ có một người phụ nữ là cô con dâu, tạm gọi là nhân vật chính ha. Mà chị thấy có rất nhiều người phụ nữ đều bi kịch trong câu chuyện này. Thực ra mẹ chồng nhìn thì dữ thiệt, nhìn thì quá quắt thiệt. Nhưng mà hãy nhìn bà mẹ ấy dưới một cái vai trò đó là một bà mẹ và một bà nội trong cái kỳ vọng, thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái gọi là cái mong muốn đó là một cái mong muốn mà nó đáng thương hơn là đáng trách. Có điều là cái cách để người ta có thể thực hiện cái điều này nó đã không có tích cực với những người có liên quan. Em thấy là nếu như trường hợp mẹ em mà bị người ta chỉ trích như vậy, thà em không kêu mẹ em tới nơi để mà ngồi nói chuyện. Em không kêu nhưng mà mẹ em vẫn tới. Phải lại, tới hả? Nó, bà muốn tới. Bà muốn tới như một kiểu minh chứng rằng là tôi chịu tội thay cho con tôi. Nó sẽ có những cái kiểu như vậy, những cái hình mẫu các bà mẹ như vậy. Từ đó nó làm cho cái sợi dây trói buộc các cô gái vào những cuộc hôn nhân vốn không có hạnh phúc á. Nó càng chặt hơn nữa. Mẹ đã nhẫn nhịn rồi, mẹ đã chịu rồi, mẹ có mặt ở đây. Thôi con à, đừng có hổn. Thôi con à, ráng đi. Thì nó cũng là một câu chuyện rất đáng để bàn. Tụ chung lại thì với câu chuyện ngày hôm nay thì chị thấy người phụ nữ nào cũng đáng thương. Nhưng mà có một người phụ nữ em thấy rất là đáng trách. Đó là cái người con dâu. Đồng ý là sống trong một cái bí mật bị che khuất như vậy. Nhưng mà đó là cô ta đã thỏa thuận và cô ta đồng ý với cái sự dối trá đó. Thì cái đó sẽ là hậu quả mà phải nhận lấy. Đúng. Chứ còn mà cứ che giấu như vậy thì em nghĩ nó sẽ ra nhiều cái hướng khác. Mà như hôm nay là một hướng hướng tiêu cực. Cái đáng trách của các bạn nữ ở đây đó là gì?
là có vẻ như càng ngày chúng ta càng lún sâu vào cái câu chuyện này mà quên mất rằng là chính mình cũng đã đang bắt đầu không tự bảo vệ được cho mình. Tự mình bày biện ra một cái cuộc chơi mà mình rất là khó tháo gỡ và mình rất khó bước chân ra khỏi cái cuộc chơi đó. Dạ. Sao em? Dạ. Nếu như em thì em ký hợp đồng này không? Em thấy là con người của em được con cái ăn to nó lớn chứ không có ăn gian nói dối. Em nói thiệt mà nếu mà đưa cho em một hợp đồng như vậy mà cái số tài sản là cái số thù lao kết xù cỡ nào thì em cũng không muốn làm và cũng không có đủ cái niềm tin để em làm và để gạt người khác như vậy. Vậy thì chị nghĩ như vậy nè, nếu như nhìn ở cái góc nhìn nhân ái á, cái việc mà chúng ta tiếp tục đồng lõa với chàng trai này, trước tiên là để bảo vệ bạn ấy trong mắt của mẹ bạn ấy. Mình không phải là một người đồng tính, tức là không muốn tạo ra một cái sự đả kích cho mẹ chồng, thì câu chuyện này có vẻ như nó còn thỏa đáng. Nhân văn. Nhân văn. Nhưng mà nếu như chúng ta tiếp tục im lặng với một cái thỏa thuận về tiền bạc, thực sự thì chị cảm thấy đó không phải là một cái giải pháp mang tính an toàn. Vì sao? Bởi vì đây là một người mẹ chồng không biết cảm thông. Bà không cảm thông. Và mọi tội lỗi trong cái cuộc hôn nhân này cô gái sẽ là phải là cái người gánh chịu. Và khi bạn đã bán mình, thực ra chị nghĩ cái động thái này so với việc bán mình thì cũng không khác bao nhiêu. Vì sao chị dùng từ bán mình? Bởi vì rõ ràng là trong cái cuộc sống hôn nhân này bạn ấy không hề có tiếng nói với mẹ chồng. Bạn ấy không được coi là một cái thành viên trong gia đình để có thể được thừa nhận. Như vậy thì thực ra mình không có là cái gì cả, mình không được tôn trọng. Và cái thứ hai đó là trong cái câu chuyện mà họ đối đãi với ba mẹ của mình, ôi ơn sinh thành là một cái ơn cực kỳ lớn trên cuộc đời mà, nhưng mà cái người sinh thành ra bạn đang bị đối xử một cách rất tệ bạc đó đó à. Và như vậy nhưng mà bạn vẫn đồng ý để bạn có thể tiếp tục cái cuộc chơi này bằng một cái mệnh giá. Thì điều đó rõ ràng là một điều rất đáng trách. Đáng trách là bởi vì bạn đang dần đánh mất chính bản thân mình, và đồng thời bạn cũng không giữ được cái sự tự tôn cho cả cái người quan trọng với cuộc đời mình, đó là mẹ mình. Cái này gọi là sai lầm nối tiếp sai lầm. Rồi. Bây giờ chị đang hình dung cái diễn biến này nha, là không lẽ bầu hoài đâu không đẻ. Là một. Cái thứ hai, với một người mẹ chồng mà cái sự tập trung của bà dồn hết cho một đứa cháu, thì bây giờ cứ cho như các bạn này tính toán một cái kịch bản kế tiếp là sảy thai đi. Thì cô dâu ấy một lần nữa sẽ nhận thêm rất nhiều sự chì chiết từ mẹ chồng. Bởi vì với một cái người mẹ chồng như thế này, vấn đề không phải là sức khỏe thai kỳ, mà vấn đề là bằng mọi giá cháu bà phải khỏe. Như vậy thì khi mà bạn không giữ được cháu của bà thì bất chấp bạn có là ai của đứa trẻ đó, bạn cũng đều bị lên án. Rồi bây giờ một cái diễn biến thứ ba đi, là bây giờ bầu thì phải đẻ chứ. Rồi không lẽ lúc đó chúng ta lại đi tìm một cái đứa trẻ nào khác mang về? Sao vậy thì lại vi phạm pháp luật. Mà em thấy trong trường hợp này, cái người đáng thương nhất mà phải nói là càng kỳ vọng thì lại càng thất vọng, đó là người mẹ chồng. Cho dù bà ta có hung dữ tới đâu, tại vì khi mà biết là ủa sao bị lừa dối đó, lừa dối từ tập 1 tới tập 2 luôn. Trời ơi, tổn thương rất là nhiều đó chị. Và lúc đó thì rất là khó để bà có thể có một cái hành xử nó vừa vặn. Giống như em nói ngay từ đầu, với mọi câu chuyện thì việc mà chúng ta giải quyết nó dựa trên nguyên tắc sự thật bao giờ nó cũng an toàn hơn, mặc dù nó rất là khó. Và vì khó thì mình có lộ trình từ từ, mình có thể từ từ hé lộ sự thật để những người có liên quan người ta không có bị sốc. Nhưng còn cái việc mà chúng ta ngụy tạo sự thật thì nó chưa bao giờ là những cái phương án được gọi là an toàn. Tuyền Mập rất là cảm ơn tiến sĩ tâm lý Tô Nha đã chia sẻ những cái kinh nghiệm để làm sao mà cho chúng ta đi thẳng vào sự thật, đừng nên nói dối, đừng nên sai lầm nối tiếp sai lầm. Và kính thưa quý vị, với câu chuyện ngày hôm nay thì chúng tôi hy vọng rằng là chúng ta hãy cố gắng sống thật với bản thân. Thực sự thì câu chuyện giới tính có thể đâu đó chúng ta rất khó đối diện, nhưng quan trọng nhất đó là khi chúng ta tự tin là chính mình thì chúng ta mới có thể tự tin để giải quyết các vấn đề khác trong cuộc sống của mình. Việc dựng nên một bức bình phong chưa bao giờ là một giải pháp hoàn hảo, và hãy cố gắng để có thể bước ra ánh sáng, mình là chính mình để có thể đối diện với mọi thứ. Và bây giờ Tuyền Mập cũng như tiến sĩ Tonya xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.